Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại chủ đề Excel với một hàm, đó là hàm DLOOKUP. Thì hàm này sử dụng như thế nào? Nghe có vẻ tên cũng rất là quen, giống một cái hàm nào đó. Thì chúng ta cùng vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Ở đây thì mình đã có một cái file Excel mình đã làm sẵn ra. Thì chúng ta có một cái bảng, mình đã tạm tính là bảng gồm có các cột và hàng là ABCD, và mình sẽ muốn tìm cái giá trị giao giữa cột C và hàng số 3, à đây là số 11 đó. Và giá trị cần tìm mình sẽ điền hàng 3 và cột C. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cách. Một cách là dùng hàm index và hàm max. Mục đích của chúng ta là muốn ra số 11 này. Hàm index cộng với hàm max là một cái hàm rất là mạnh mẽ để tra cứu, có thể thay thế hàm VLOOKUP rất là khủng luôn, bởi vì là nó sẽ nhẹ. Ở đây mình sẽ dùng hàm index. Đầu tiên là mình sẽ chọn cái vùng cần tìm kiếm đó. Sau đó thì cái số thứ tự của cái hàng thì mình sẽ phải tìm kiếm ở cái cột B. Đó, mình sẽ dùng hàm max và mình tìm kiếm ở dạng hàng số 3 đây. Tiếp theo là cái tìm từ ô B4 đến B7 và cho số 0 dưới cùng để có thể tìm kiếm một cách chính xác nhất. Như vậy là chúng ta sẽ xác định được cái số hàng. Sau đó thì xác định số cột cần tìm thì chúng ta lại tiếp tục dùng hàm max để tìm cột C xem nó ở theo thứ tự nào. Đấy, thì chúng ta tương tự vậy, chúng ta ấn vào cột C, sau đó chọn nơi chứa cột C và cũng điền 0 vào cuối cùng để tìm cách chính xác. Ok. Như vậy là chúng ta đã tìm kiếm được ra giá trị giao nhau giữa hàng 3 và cột C, đó chính là số 11. Tuy nhiên thì công thức của hàm index cộng hàm max này nó rất là dài, và nhiều bạn nhìn vào mới thì cũng không thể nào mà hiểu được bản chất. Vì vậy mình muốn một cái hàm nó là hàm DLOOKUP, nó giống như hàm VLOOKUP và HLOOKUP. Chúng ta chỉ cần chọn hai giá trị cần tìm, sau đó chọn cái bảng cần tìm và ấn Enter là chúng ta sẽ ra được cái số 11. Đó. Nhưng mà cái hàm này thì mặc định thì Excel chưa có nhé. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây thì mình có một cái link, đường link VBA. Tất cả những đường link này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Ok, chúng ta vào cái link đầu tiên, cái link VBA. Các bạn click vào cái link này thì chúng ta đã dẫn đến một cái trang web có chứa đoạn mã VBA mà mình đã post lên. Đó. Ở đây thì ở phía bên tay phải này thì các bạn lưu ý vào cái hình mà mình đánh dấu mũi tên vào đây. Đó, có hai hình vuông đè lên nhau, đó là biểu tượng có copy. Thì chúng ta sẽ ấn chuột vào cái copy này để copy cái đoạn mã này về. Ok, chúng ta cùng copy. Sau đó thì ở cửa sổ của Excel chúng ta chuột phải vào cái tên sheet, chọn view code. Ở cái chỗ tên sheet này chúng ta tiếp tục chuột phải vào và chọn insert module. Bây giờ thì chúng ta sẽ ở cái module 1 này chúng ta sẽ dán cái đoạn mã chúng ta vừa copy vào. Sau đó thì chúng ta cùng quay trở lại bảng Excel để test xem. Bây giờ mình sẽ gõ hàm DLOOKUP. Đó. Thì ở đây sẽ có lookup row tức là hàng, lookup column tức là cột, và cái bảng cần tra cứu. Mình sẽ chọn bảng này. Rồi, ấn Enter. Các bạn nhìn kỹ nhé. Y4 là hàng cần tìm. Y5 là cột cần tìm, và từ B3 đến B7 nó là cái mảng và cái bảng chúng ta cần tìm, cái giá trị của chúng ta sẽ nằm trong bảng đó. Đó là cái cách hoạt động của hàm này, nó tương tự như hàm VLOOKUP của chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ tìm kiếm được hai chiều theo hai phương. Ok, mình cũng enter. Đó, thì chúng ta cũng ra một cái số kết quả giống như hàm index cộng hàm max kia. Tuy nhiên thì về cái độ dài của công thức thì các bạn cũng nhìn thấy rồi đấy. Công thức này nhìn rất là dài, rối rắm, phức tạp. Trong cái công thức này có 3 đối số, chúng ta nhập cái là ra ngay.
Đó là cái ưu điểm của VBA. Và ngoài ra thì cái hàm DNUP này thì mình cũng thêm một cái giá trị đó vào. Khi mà chúng ta điền một cái giá trị ngoài cái bảng này, ví dụ hàng mình điền được là số 5 thì ở kia mình không có số 5, thì cái hàm IndexMax sẽ ra cho một cái giá trị N trên A của nó, cái DNUP thì mình sẽ để một cái kết quả là không tìm thấy kết quả. Kết quả trả về của chúng ta sẽ là tiếng Việt, không tìm thấy kết quả. Ok, đó là cách sử dụng mã code VBA. Ngoài ra thì cái file Excel này, cái file Excel mà mình đang làm ví dụ cho các bạn đây, trong video thì mình cũng sẽ để link tải ở cái phần mô tả của video. Và cái add-in cũng vậy, cái add-in thì nó sẽ giúp cho chúng ta, add-in các bạn sẽ tải về cũng là đường link, nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ không phải làm các bước copy code vào từng file Excel, mà chúng ta sẽ khi mà chọn add-in ấy thì chúng ta sẽ dùng được cho mọi file Excel. Đầu tiên là các bạn tải file add-in về nhé, xong ở cái bảng tính của Excel này chúng ta sẽ chọn bật cái thẻ developer lên, sau đó thì vào cái phần Excel add-in này. Đó, mình sẽ chọn lại nhé, developer Excel add-in. Ở đây thì mình sẽ browse đến cái add-in vừa tải về. Ở đây mình sẽ browse rồi. Đây, các bạn sẽ copy hoặc là dẫn đường link đến cái add-in vừa tải về, sau đó chúng ta chọn open, click cái này và ấn OK. Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng được luôn mà không cần phải làm các bước thao tác là copy cái mã code và các thứ về. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.